Sau gần một tuần nghị án, sáng nay Tòa Nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với hai bị cáo Đỗ Thị Hải Yến, sinh năm 1960, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, và chồng là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1959, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Xô, chủ cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1, có địa chỉ tại số nhà 72, đường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Như đã đưa tin, từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2019, Đỗ Thị Hải Yến cùng Nguyễn Tuấn Anh đã dùng thủ đoạn gian dối nhận tiền và vàng của 186 người dân gửi vào công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Xô với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng. Sau đó Yến trả lãi và gốc thời gian đầu cho các bị hại là hơn 41 tỷ đồng, trong đó trả lãi là hơn 19 tỷ đồng và trả gốc là hơn 22 tỷ đồng. Còn lại, vợ chồng Yến chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng của 186 người bị hại. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa, như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác, được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hải Yến tù chung thân, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.